Vào nửa đêm ngày 1 tháng 7 năm 1997, Vương quốc Anh chính thức trao trả Hồng Kông cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chấm dứt 156 năm cai trị xứ Cảng Thơm. Sau khi trở về với Trung Quốc, Hồng Kông trở thành một đặc khu hành chính theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, cho phép duy trì hệ thống kinh tế tư bản và quyền tự trị cao trong các lĩnh vực như tư pháp, tiền tệ và thương mại với thời gian tối thiểu là 50 năm. Sau sự kiện này, xứ Cảng Thơm tiếp tục là một trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhưng cũng đối mặt với những thay đổi chính trị và xã hội quan trọng, bao gồm các cuộc biểu tình đòi hỏi dân chủ và tự do lớn hơn. Vậy cụ thể xứ Cảng Thơm đã phải trải qua những biến động gì trong gần 3 thập kỷ qua? Hãy cùng 5 phút thôi khám phá qua video ngày hôm nay nha! Hồng Kông từ cảng thuộc địa đến siêu cường tài chính. Trong quá khứ, toàn bộ xứ Cảng Thơm nằm dưới quyền cai trị của Đế quốc Anh thông qua 3 hiệp ước vào thế kỷ 19. Trong đó, nhà Thanh bị mất đảo Hồng Kông vào năm 1842 sau khi thua trận trong chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất. Và khi cuộc chiến thứ hai kết thúc vào năm 1860, Trung Quốc tiếp tục phải nhượng lại bán đảo Cửu Long cho Đế quốc Anh. Đến năm 1898, thông qua Công ước Bắc Kinh lần thứ hai, việc mở rộng Hồng Kông của Anh đã diễn ra dưới hình thức cho thuê 99 năm, bao gồm khu vực ở phía nam sông Thâm Quyến, cùng 230 hòn đảo, được gọi là Tân Giới. Đến năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Lúc này, Hồng Kông trở thành nơi liên lạc duy nhất giữa Trung Quốc và thế giới phương Tây, khi chính quyền mới của Mao Trạch Đông tăng cường cô lập đất nước khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài. Trong thời gian này, Hồng Kông cũng đóng vai trò là một trung tâm xuất nhập khẩu của Đế quốc Anh và nền kinh tế ở đây được đặc trưng bởi mức thuế thấp, thương mại cảng gần như tự do, một thị trường tài chính quốc tế được thiết lập tốt và quan trọng nhất là việc chính quyền có mức độ can thiệp tương đối thấp. Đây là mấu chốt khiến vùng lãnh thổ này phát triển vượt bậc so với các nền kinh tế khác. Kể từ năm 1969, Hương Cảng nổi lên như một trong những trung tâm tài chính lớn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến năm 1983, đồng đô la Hồng Kông có tỷ giá cố định với đồng đô la Mỹ, giúp duy trì sự ổn định tiền tệ và hấp dẫn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng xuyên biên giới. Nhìn chung, nền kinh tế Hồng Kông có 4 trụ cột chính là thương mại, dịch vụ, du lịch và tài chính. Với tổng sản phẩm của thành phố này đã tăng 180 lần từ năm 1961 đến năm 1997. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người tăng 87 lần trong cùng khoảng thời gian. Điểm mạnh kinh tế của vùng lãnh thổ này gồm hệ thống ngân hàng vững mạnh, không nợ công, dự trữ ngoại hối dồi dào với khoảng 482 tỷ đô, cùng hệ thống pháp luật mạnh mẽ và biện pháp chống tham nhũng nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông cũng thu hút các công ty quốc tế và Trung Quốc, nhờ vào ngành tài chính hiện đại và quốc tế hóa, sánh ngang với London và New York. Nó chính là sàn giao dịch lớn thứ 6 trên thế giới, với vốn hóa thị trường khoảng 3.732 tỷ đô la Mỹ. Xứ Cảng Thơm còn là một thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, giúp gia tăng khả năng giao thương với thị trường toàn cầu. Đô thị này cũng tăng doanh thu từ việc bán và đánh thuế đất đai, đồng thời thu hút các doanh nghiệp quốc tế cung cấp vốn cho tài chính công của mình, do chính sách thuế thấp được thiết lập bởi chính quyền Anh. Đến cuối thế kỷ 20, Hồng Kông là cảng lớn thứ 7 trên thế giới về lượng hàng hóa, còn xét về số container thông qua, nó chỉ đứng sau New York ở Mỹ và Rotterdam của Hà Lan. Trong đó, khu phức hợp container Quỳ Dũng có quy mô lớn nhất ở châu Á. Còn các chủ sở hữu tàu biển tại xứ Cảng Thơm chỉ đứng sau Hy Lạp về tổng trọng tải nắm giữ trên thế giới. Tuy nhiên, thời điểm quyết định vận mệnh cho vùng lãnh thổ này là năm 1997, khi thời hạn cho thuê Tân Giới chuẩn bị kết thúc. Do đó, chính phủ Anh và Trung Quốc đã thảo luận vấn đề chủ quyền Hồng Kông từ thập niên 1980. Cụ thể thì vào năm 1983, nước Anh tái xác định Hồng Kông từ thuộc địa vương thất thành lãnh thổ phụ thuộc, đồng thời tỏ rõ thiện chí sẵn sàng thảo luận về vấn đề chủ quyền do thời hạn thuê Tân Giới sắp hết. Đến cuối năm 1984, hai nước đã ký tuyên bố chung Trung Anh đồng ý chuyển chủ quyền Hồng Kông cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1997. Tuyên bố này quy định rằng xứ Cảng Thơm sẽ được quản lý như một đặc khu hành chính cũng như giữ lại các luật lệ của mình và một mức độ tự trị cao trong 50 năm sau khi chuyển giao. Do thiếu tin tưởng vào thỏa thuận này nên nhiều cư dân xứ Cảng Thơm đã di cư khỏi nơi đây, đặc biệt là sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Lúc đó, có đến 1,5 triệu người tuần hành tại Hồng Kông để ủng hộ những người bị đàn áp, cho thấy sự không hài lòng cũng như lo sợ mất quyền tự do của người dân địa phương khi phải chịu sự tiếp quản của một chính quyền khác. Nhìn chung, từ năm 1984 đến năm 1997, có gần 1 triệu người di cư. Điều này khiến dân số Hồng Kông giảm xuống còn 6,5 triệu người và thành phố phải chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng nhân sự cũng như nguồn vốn tài chính. Và rồi vào năm 1997, Hồng Kông được Vương quốc Anh trao cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ.
Cụ thể thì chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc sẽ không được thực hiện tại đặc khu hành chính Hồng Kông, và hệ thống tư bản trước đây cũng như cách sống của lãnh thổ này sẽ không thay đổi trong nửa thế kỷ. Như vậy, xứ Cảng Thơm sẽ tiếp tục duy trì chế độ này cho đến năm 2047. Tuy nhiên, hiện chính phủ Bắc Kinh đang tiến hành mọi thứ nhanh hơn nhiều so với những lời tuyên bố. Cơn bão biểu tình tại Hồng Kông. Thực tế thì kể từ đầu những năm 2000, quan hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc đã tương đối căng thẳng bởi nhiều yếu tố, như cách giải thích khác nhau về nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, môi trường kinh tế thay đổi do ảnh hưởng của chính quyền Trung Hoa, cộng thêm việc giới cầm quyền đưa ra chính sách gọi là chương trình thăm viếng cá nhân nhằm thúc đẩy du khách đại lục đến Hồng Kông, dẫn đến việc giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng chóng mặt, cũng như gây áp lực lên cơ sở hạ tầng của thành phố. Từ đó làm mối quan hệ giữa người dân địa phương và khách du lịch từ Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn nhiều. Nói rộng ra, có sự oán giận của cư dân xứ Cảng Thơm đối với những biện pháp đồng hóa, cũng như sự can thiệp ngày càng tăng từ giới cầm quyền đại lục vào các vấn đề nội bộ của thành phố này. Cuối năm 2002, dự thảo luật chống phá theo điều 23 của luật cơ bản Hồng Kông đã gây ra tranh cãi và lo ngại về quyền dân sự. Khi đó, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền được thành lập và tổ chức một cuộc tuần hành với 65.000 người tham gia. Tiếp đó là cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 năm 2003 đã thu hút tới 500.000 người tham dự, trở thành cuộc biểu tình lớn thứ hai tại Hồng Kông từ sau năm 1997. Kể từ đó, các cuộc tuần hành đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 hàng năm để đòi hỏi dân chủ, quyền bầu cử phổ quát, quyền của thiểu số, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và một loạt các vấn đề chính trị khác. Đến năm 2014, đã diễn ra các cuộc biểu tình với tên gọi là phong trào Ô Dù hay phong trào Dù Vàng nhằm phản đối sự can thiệp quá sâu của đại lục vào việc bầu đặc khu trưởng Hồng Kông vào năm 2017. Sự kiện này đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia và các cuộc biểu tình chiếm đóng thành phố trong 79 ngày, bắt đầu vào ngày 26 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12, đồng thời được dẫn dắt bởi các nhóm Học dân Tư Triều, Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông và Chiếm lĩnh Trung Hoàn. Sở dĩ nó được gọi là phong trào Ô Dù bởi người biểu tình sử dụng Ô Dù như một công cụ chống lại việc sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông của cảnh sát Hồng Kông. Tuy nhiên, cuối cùng phong trào này thất bại mà không đạt được các mục tiêu cải cách chính trị mong muốn, khiến hơn 470 người bị thương, 955 người bị bắt giam và 75 người tự đầu thú. Ngoài ra, còn có từ 4.000 đến 5.000 người tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại London để ủng hộ cuộc biểu tình này. Dù thất bại, nhưng phong trào này đã tạo ra áp lực mạnh mẽ lên chính quyền và làm tăng cường ý thức cộng đồng về quyền con người. Hai năm sau lại xảy ra sự kiện gây chấn động dư luận quốc tế, làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp của đại lục vào Hồng Kông. Đó là việc 5 cá nhân liên quan đến một hiệu sách chuyên bán các ấn phẩm chỉ trích chính quyền Trung Quốc, bao gồm chủ cửa hàng và các nhân viên, đã đột ngột biến mất. Nhiều người nghi ngờ họ đã bị bắt cóc và đưa về đại lục thẩm vấn mà không qua thủ tục pháp lý. Từ đây càng làm gia tăng căng thẳng giữa Hồng Kông và Bắc Kinh, đặc biệt là trong bối cảnh người dân lo ngại về quyền tự do ngôn luận và quyền tự trị dần bị thu hẹp sau năm 1997. Tiếp đến là hàng loạt cuộc biểu tình trong hai năm 2019-2020, được xem là căng thẳng và đẫm máu nhất trong lịch sử xứ Cảng Thơm, với 15 người thiệt mạng cùng hơn 2.600 người bị thương, 10.279 người bị bắt giam và gần 3.000 người bị cáo buộc hình sự. Hồng Kông đã trải qua tình trạng bất ổn chính trị định kỳ khi công dân của họ theo đuổi cải cách dân chủ hoặc khi họ cảm thấy quyền tự chủ của họ đang bị đe dọa. Vì lẽ đó, sự ra đời của dự luật dẫn độ năm 2019 đã đẩy mâu thuẫn này lên đến đỉnh điểm khi nó cho phép dẫn độ công dân Hồng Kông đến Trung Quốc và những nơi khác mà vùng lãnh thổ này chưa có hiệp ước dẫn độ, khiến nhiều người lo ngại đây sẽ là công cụ để đe dọa những người chỉ trích chính quyền đại lục. Ban đầu các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, nhưng rồi trở nên bạo lực khi cảnh sát và người biểu tình đụng độ. Mặc dù dự luật đã chính thức bị rút lại vào tháng 10 năm 2019, nhưng đến thời điểm đó, những người biểu tình đã mở rộng các yêu cầu của họ, bao gồm một cuộc điều tra độc lập về hành vi tàn bạo của cảnh sát trong nhiều tháng biểu tình, ân xá cho những người biểu tình đã bị bắt trong khi phản đối dự luật và quyền bầu cử phổ thông, được quy định trong luật cơ bản của Hồng Kông nhưng vẫn chưa được thực hiện, và các yêu cầu khác của họ cũng không được đáp ứng. Sau đó, các cuộc biểu tình bắt đầu giảm quy mô vào đầu năm 2020 do đại dịch COVID-19 lan rộng. Tuy nhiên, phong trào lại bùng phát vào tháng 5 năm 2020 khi chính quyền đại lục đề xuất luật an ninh cho xứ Cảng Thơm mà bỏ qua Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Theo luật cơ bản, lẽ ra nơi đây phải thông qua luật an ninh riêng, nhưng điều này chưa được thực hiện. Trong khi dự luật do Trung Quốc đề xuất và thông qua vào tháng 5, mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng được cho là sẽ hình sự hóa các hành vi kích động nổi loạn, ly khai và lật đổ, cũng như cho phép cơ quan an ninh đại lục hoạt động tại vùng lãnh thổ này. Điều này đã gây lo ngại về việc chính quyền có thể lạm dụng luật an ninh để đàn áp người bất đồng chính kiến và giảm quyền tự trị của Hồng Kông.
vì vậy nó đã vấp phải sự lên án và chỉ trích rộng rãi của quốc tế. Nhiều người cho rằng Bắc Kinh đang thể hiện ý đồ thu phục hoàn toàn Hồng Kông sớm hơn 20 năm so với thời điểm hết hạn hiệp định là năm 2047. Cuộc biểu tình đẫm máu này đã khiến nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ và phương Tây, lên án hành động của chính phủ Trung Quốc trong việc đàn áp người biểu tình và vi phạm quyền tự do ngôn luận. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế như Amnesty International và Human Rights Watch cũng đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc tôn trọng quyền cơ bản của người dân Hồng Kông. Đồng thời, một số quốc gia cũng đã cung cấp nơi trú ẩn cho những người biểu tình, tạo ra một làn sóng hỗ trợ mạnh mẽ dành cho phong trào này. Trong khi chính phủ Bắc Kinh cáo buộc các thế lực nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ và đứng sau những người biểu tình, đặc biệt kênh truyền hình trung ương CCTV cùng các tờ báo thân chính quyền như Thái Công và Văn Hối đưa thông tin nhà ngoại giao Mỹ Julie Aida gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của tổ chức Demosito, bao gồm Hoàng Chi Phong và La Quán Thông, cùng các nhân vật ủng hộ dân chủ khác như Trần Phương An Sinh và Lý Chú Minh, nhằm góp phần gây ra tình trạng bất ổn dân sự. Tờ báo Thái Công còn tăng thêm phần công kích nhà ngoại giao này khi đăng tải thông tin cá nhân về gia đình, bao gồm ảnh và tên của các con và chồng bà. Hành động xâm phạm quyền riêng tư này đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ lên án, đồng thời khiển trách Trung Quốc vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otagus còn chỉ trích chính phủ Trung Quốc là chế độ côn đồ và giải thích rằng các nhà ngoại giao của mọi quốc gia đều có cuộc gặp với các nhân vật đối lập như một phần trong công việc của họ. Về phía Đài Loan, vào tháng 6 năm 2019, Tổng thống Thái Anh Văn đã ủng hộ những người biểu tình và nói rằng chừng nào bà vẫn còn lãnh đạo thì nguyên tắc một quốc gia hai chế độ không bao giờ là lựa chọn cho tương lai của hòn đảo này. Và sau khi dự luật dẫn độ bị đình chỉ, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đã chỉ trích chính quyền xứ Cảng Thơm vì đã lợi dụng sự không muốn dẫn độ nghi phạm trong vụ án hình sự của Đài Loan để biện minh cho dự luật dẫn độ của mình đề ra. Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Tiếp cũng nêu lên quan điểm của Đài Loan rằng sẽ lên tiếng nếu Trung Quốc hoặc chính quyền Hồng Kông cố gắng đàn áp người biểu tình bằng bạo lực và kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên dung thứ cho hành động đàn áp các cuộc biểu tình của đại lục. Con hổ châu Á liệu có thể tiếp tục gầm? Từ năm 1960 đến năm 1990, châu Á trở thành khu vực tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chung chỉ khoảng 3-5% một năm vẫn rất khiêm tốn so với bước chạy bứt tốc của Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore. Các nền kinh tế này duy trì đà tăng trưởng trung bình hơn 7% một năm trong 3 thập kỷ, trở thành các nền kinh tế thu nhập cao và được mệnh danh là 4 con hổ châu Á. Với GDP bình quân đầu người tăng từ mức 300 đến 400 đô la Mỹ năm 1960 lên hơn 30.000 đô la Mỹ ngày nay. Tuy nhiên, sau một thời gian tăng trưởng nhanh, cả 4 con hổ châu Á đều chứng kiến kinh tế giảm tốc kể từ thập niên 2000. Riêng với Hồng Kông, kể từ khi trở về với Trung Quốc, khu vực này đã phải đối mặt với nhiều thách thức, cũng như tương lai kinh tế dễ bị ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Trước những thách thức của toàn cầu hóa kinh tế và sự cạnh tranh trực tiếp từ các thành phố ở đại lục, đặc biệt nhất là Thượng Hải, thành phố cảng có lợi thế về mặt địa lý và được chính quyền đại lục chú trọng đầu tư, với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính của quốc gia tỷ dân vào đầu thập niên 2010. Vì vậy mà kinh tế Hồng Kông ngày càng kém quan trọng với Trung Quốc, với việc tỷ trọng GDP đã giảm đáng kể trong 25 năm qua. Vào năm 2021, GDP của đặc khu này chỉ còn tương đương 2,1% GDP của đại lục, thấp hơn nhiều so với mức 18,4% vào năm 1997. Hơn nữa, khi chính quyền Bắc Kinh mở cửa nền kinh tế, ngành vận tải biển của Hồng Kông cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các cảng khác thuộc đại lục. Vào năm 2015, tỷ lệ hàng hóa thương mại của Trung Quốc được vận chuyển qua xứ Cảng Thơm giảm xuống còn khoảng 13%, trong khi con số này là 50% vào năm 1997. Bên cạnh đó, vai trò của Hồng Kông như cầu nối giữa Trung Quốc và thế giới bên ngoài về thương mại và đầu tư cũng đã giảm đi trong những năm gần đây, khi đại lục mở cửa mạnh mẽ hơn và tham gia trực tiếp vào nền kinh tế toàn cầu, với các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, vai trò của xứ Cảng Thơm ngày càng lu mờ. Không chỉ vậy, nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc còn biến lãnh thổ này thành nơi thử nghiệm một loạt cải cách tài chính, như định hướng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ bắt đầu tại Hồng Kông vào năm 2009, thông qua một thử nghiệm về thanh toán thương mại. Hơn nữa, từ năm 1995, khi The Heritage Foundation bắt đầu công bố chỉ số tự do kinh tế, thì Hồng Kông giữ vị trí số 1 trong 25 năm liền. Nhưng đến năm 2020, vùng lãnh thổ này đã tuột xuống vị trí thứ 2 sau Singapore. Và đến năm 2021, Hồng Kông đã bị xóa khỏi danh sách các nền kinh tế tự do nhất thế giới, với tư cách là một thực thể riêng biệt với Trung Quốc, do chính phủ Bắc Kinh can thiệp ngày càng nhiều vào hệ thống chính quyền và tiến trình dân chủ nơi đây. Với động thái này, Hồng Kông đã dần mất đi vị thế của mình vào Singapore. Vào năm 2023,
tổng GDP của xứ Cảng Thơm đạt 376,97 tỷ đô la Mỹ, thuộc top 40 thế giới, và GDP bình quân đầu người đạt mức 49.996 đô la Mỹ, vẫn xếp trong top 20 toàn cầu. Trong khi GDP của Singapore là 501,43 tỷ đô và GDP bình quân đầu người đạt 84.701 đô la Mỹ, cao hơn gần 1,7 lần so với Hồng Kông. Thậm chí trong tương lai, đảo quốc sư tử có thể thay thế xứ Cảng Thơm trở thành trung tâm tài chính toàn cầu tại châu Á, khi mà Singapore có những lợi thế như môi trường chính trị ổn định, hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ, chính sách thuế thuận lợi và chính sách kinh tế cởi mở. Ngược lại, Hồng Kông bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị bất ổn và các biện pháp phòng ngừa đại dịch COVID-19 nghiêm ngặt gây ảnh hưởng đến sự giao thương của các công ty. Cùng với sự căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và phương Tây gia tăng, thì nhiều công ty tài chính quốc tế đã chọn Singapore làm trụ sở khu vực để tránh rủi ro chính trị. Đồng thời, dòng vốn quốc tế vào xứ Cảng Thơm cũng bị giảm do các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu xem xét chuyển hoạt động sang Singapore, trong khi một số công ty quốc tế án binh bất động để chờ đợi những diễn biến tiếp theo ở Hồng Kông. Một lý do quan trọng khác là nhiều cá nhân Trung Quốc giàu có chọn nhập cư vào Singapore. Theo số liệu thống kê năm 2023, quốc gia này có dân số khoảng 5.920.000 người, trong đó khoảng 75,5% là người Hoa, do đó tiếng Quan thoại cũng được sử dụng rộng rãi bên cạnh tiếng Anh. Vì lẽ đó, nơi đây trở thành một vùng đất cực kỳ lý tưởng cho những thương nhân đến từ Trung Quốc. Thêm vào đó, đảo quốc sư tử là một trong những trung tâm quản lý tài sản hàng đầu thế giới, thu hút các thương nhân có giá trị tài sản dòng cao này nhờ mức thuế lũy tiến thấp và không có thuế thu nhập từ vốn hay thuế thừa kế. Khi nhập cư, họ sẽ mang theo một khoản tiền lớn vào Singapore giúp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản và tài chính. Những yếu tố này đã giúp củng cố vị thế của đảo quốc sư tử như một trung tâm tài chính toàn cầu cũng như vượt qua Hồng Kông trong giai đoạn 2022-2023. Vì vậy mà vào năm 2023, có 13.800 triệu phú đô la từ Trung Quốc và 500 triệu phú đô la từ Hồng Kông đã lựa chọn di cư, mà một trong những điểm đến phổ biến nhất là Singapore. Hồi kết cho một thành phố tự do. Bên cạnh vấn đề suy giảm kinh tế và mất dần vị thế trung tâm thương mại toàn cầu, Hồng Kông còn phải đối mặt với bài toán bất động sản, vốn chiếm khoảng 10% GDP của thành phố. Trong suốt nhiều thập kỷ, đây luôn là chủ đề nóng bỏng tại xứ Cảng Thơm bởi nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, Hồng Kông có diện tích khá khiêm tốn chỉ là 2.755 km², trong đó đất liền chỉ chiếm 40,4% diện tích, tương đương 1.114 km², nhưng nó lại có dân số hơn 7.540.000 người. Vì thế, thành phố Cảng này là nơi có mật độ dân số dày thuộc top 5 thế giới, với 6.768 người trên 1 km². Điển hình cho sự chật chội này đó là địa điểm Cửu Long Thành Trại, từng nổi danh trong quá khứ. Với cấu trúc đặc biệt khi có tới 300 tòa nhà thông nhau, đây từng là nơi sinh sống của 50.000 người và là nơi có mật độ dân số đông nhất trên trái đất vào thời điểm nó còn tồn tại. Thứ hai, mặc dù về mặt lịch sử, nền kinh tế Hồng Kông dựa trên chủ nghĩa không can thiệp tích cực, nhưng chính quyền thành phố lại can thiệp rất nhiều vào nhà ở, làm gián đoạn nền kinh tế thị trường tự do. Với việc chính quyền sở hữu phần lớn đất đai và kiểm soát việc phân phối đất, dẫn đến nguồn cung đất để xây nhà rất ít ỏi. Mặt khác, nhóm những người giàu nhất tại đây đã cấu kết với chính quyền Trung Quốc thâu tóm phần lớn bất động sản, càng làm khan hiếm đất đai và nhà ở. Cuối cùng là do nhiều người đại lục có ưu thế về kinh tế đã đầu tư vào bất động sản ở Hồng Kông, khiến thị trường này bị lũng đoạn, dẫn đến giá đất và chi phí xây dựng gia tăng nhanh chóng. Họ còn thâu tóm nhiều mặt hàng sản xuất tại Hồng Kông, làm cho giá cả leo thang, khiến người dân phải đối mặt với mức sống đắt đỏ. Trong khi tầng lớp thu nhập thấp di cư vào đây làm gia tăng dân số và cạnh tranh việc làm với người lao động địa phương, càng khiến họ thiếu thu nhập, gây khó khăn hơn cho cư dân trong việc mua nhà. Các số liệu năm 2018 cho thấy 1.370.000 người Hồng Kông đang sống dưới mức nghèo khổ và phải vật lộn để tồn tại với mức thu nhập là 510 đô la Mỹ mỗi tháng cho một hộ gia đình một người, 1.250 đô la Mỹ cho một hộ gia đình hai người và 1.914 đô la Mỹ cho một hộ gia đình ba người. Tỷ lệ nghèo đói ở thành phố này đã đạt mức cao nhất là 20,1%. Nhưng những nỗ lực gần đây của chính quyền đã hạ con số này xuống còn khoảng 14,7%. Cùng với các khoản thanh toán bằng tiền mặt, mức lương tối thiểu theo luật định ở Hồng Kông đã tăng lần thứ hai trong 10 năm, từ 4,4 đô la Mỹ một giờ vào năm 2017 lên 4,8 đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2019. Mặc dù tổng thể tỷ lệ nghèo đói giảm, nhưng tỷ lệ nghèo đói ở trẻ em lại tăng 0,3% từ năm 2017. Đến năm 2018 đạt 23,1% do trẻ em sống cùng ông bà hoặc cha mẹ già. Với dự báo tăng trưởng kinh tế chậm lại, tình trạng nghèo khổ tại đặc khu này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Một trong những vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến các gia đình thu nhập thấp là tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ.
Trong thập kỷ qua, giá nhà ở tại Hồng Kông đã tăng gần 242% và chỉ bắt đầu chậm lại vào năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong khi nhà ở là nhu cầu cơ bản, thì giá bất động sản liên tục tăng trong khi thu nhập gần như không thay đổi. Thêm vào đó, số lượng nhà giá rẻ giảm đi khiến các gia đình khó tìm được nơi cư trú hơn. Còn các chương trình nhà ở công cộng đã được chính quyền triển khai, nhưng việc xây dựng bị trì hoãn và danh sách chờ ngày càng dài đã không mang lại kết quả giống như kế hoạch. Tính đến năm 2022, trung bình một công dân Hồng Kông có thể phải đợi đến 6 năm để được sở hữu nhà ở công cộng. Chính vì giá bất động sản quá cao đã khiến nhiều người phải sống trong những căn hộ rất nhỏ, đôi khi được gọi là nhà lồng, nhà quan tài hay nhà hộp diêm. Đây là các căn hộ hình hộp xếp chồng lên nhau từ sàn cho đến trần và được ngăn cách bởi những tấm gỗ mỏng hoặc lưới thép. Một báo cáo của Cục Giao thông và Nhà ở vào tháng 3 năm 2021 cho biết, ước tính có khoảng 110.008 căn hộ kiểu này, với 60% nằm ở Cửu Long, khoảng 24% ở Tân Giới và 16% ở đảo Hồng Kông, và có 226.340 người sống tại những căn nhà lồng này, tức khoảng 3% dân số. Bên cạnh đó, theo khảo sát chi tiêu hộ gia đình 2014-2015, trung bình 36% thu nhập hàng tháng của người Hồng Kông được sử dụng để chi trả cho nhà ở. Năm 2021, chỉ số giá nhà ở gấp đôi so với năm 1997, trong khi chỉ số tiền lương thực tế hầu như không thay đổi. Trong một khảo sát của Demographia vào năm 2022, cho thấy người dân Hồng Kông sẽ phải nhịn đói trong 23,2 năm mới có thể mua được nhà. Con số này cao hơn gấp đôi so với vị trí thứ hai là Sydney, Australia với 15,3 năm và Vancouver, Canada đứng thứ ba với 13,3 năm. Mặc dù ngoài mặt, câu chuyện biểu tình xoay quanh vấn đề về quyền dân chủ, nhưng đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, mà sâu xa hơn là do sự suy yếu của nền kinh tế Hồng Kông cùng các hệ lụy của nó. Chi phí sống đắt đỏ và giá cả tăng vọt do sự thao túng của giới giàu có từ đại lục, trong khi việc làm lại khan hiếm do sự cạnh tranh với người nhập cư. Quan trọng nhất, bất động sản bị kiểm soát bởi các tỷ phú và tập đoàn lớn, khiến tầng lớp lao động và người thu nhập trung bình phải gánh chịu giá nhà cao và chịu sự chênh lệch giàu nghèo cực kỳ lớn. Điều này khiến lực lượng thanh niên cảm thấy thất vọng. Dù đã tốt nghiệp đại học, họ vẫn phải đối mặt với thu nhập thấp và thiếu cơ hội việc làm ngay tại thành phố phát triển hàng đầu thế giới. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn nữa khi đại dịch COVID-19 bùng phát và thương chiến Mỹ-Trung nổ ra. Trước tình hình hiện tại, câu hỏi đặt ra đại lục sẽ thu phục hoàn toàn xứ Cảng Thơm như thế nào? Và liệu sau khi kết thúc thể chế một quốc gia hai chế độ vào năm 2047, Hồng Kông có thể tiếp tục ổn định chính trị và khôi phục vị thế của mình trước Singapore cũng như các nền kinh tế khác hay không? Và đó là tình hình mà Hồng Kông đã trải qua sau 27 năm từ khi trả về từ Trung Quốc. Nếu các bạn muốn chúng mình tìm hiểu về chủ đề nào tiếp theo, hãy bình luận bên dưới nha!